Mỹ Lan chào tất cả quý vị khán thính giả của đài truyền hình SET với chương trình Mỹ Lan Show. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Mỹ Lan hân hạnh giới thiệu đến quý vị hai gương mặt rất là quen thuộc, có thể nói rằng là trong cộng đồng, không phải là riêng dù cộng đồng của chúng ta, mà là rất là quen thuộc trong tất cả những anh chị em nào mà đã từng vượt biên để tìm đến hai chữ tự do. Và ngày hôm nay, với tâm tình của hai anh chị gửi đến quý vị, đó là anh Nguyễn Công, một người đã tìm đến bờ bến tự do từ đảo Plopidong. Xin mời anh Công gửi lời chào ạ. Dạ, Nguyễn Công xin thân ái kính chào tất cả quý vị của đài SET. Và xin chào tất cả quý vị của anh chị em của đảo Plopidong và anh chị em của Galang, Indonesia. Dạ vâng. Xin kính chào. Dạ vâng, và còn người kế bên một con gái rất là dễ thương xinh xắn, đó là em Jenny Ái Trinh, là cũng là một người đã từng vượt biên đến bến bờ tự do từ đảo Galang, Indonesia. Mời Jenny gửi lời chào. Dạ, Jenny Ái Trinh xin kính chào quý khán giả. Jenny rất là cảm ơn chị Lan ngày hôm nay, là chị Mỹ Lan là một người rất là xinh đẹp và nổi tiếng, có mời Jenny đến đây để mà giới thiệu về cái chương trình Tình Người Vượt Biển 2 mà Jenny đã có cái vinh dự được anh Công mời hợp tác với tư cách là MC, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, đó là lý do mà ngày hôm nay anh Nguyễn Công và Jenny Ái Trinh đến đây để cùng chia sẻ. Tại vì Mỹ Lan biết rằng là đa số những người Việt Nam của chúng ta tị nạn từ chúng ta đi bằng thuyền, rất là có nhiều cái con đường để mà chúng ta tìm đến hai chữ tự do. Người thì đi đường bộ, người thì đi đường biển. Và khi mà Mỹ Lan, hầu như Mỹ Lan đi tới đâu, đa số là đồng hương của chúng ta đi vượt biển cũng rất là nhiều. Và vì như vậy chúng ta có rất là nhiều kỷ niệm vui buồn. Có thể nói rằng là 1 9 1 10, chúng ta ra đi mà chúng ta chỉ còn có 1% cho sự sống mà thôi. Là khi mình ra đi, mình đã phải chấp nhận là mình có thể mình chết ở ngoài biển, nhưng mà mình vẫn đi để mà tìm đến hai chữ tự do. Và cuối cùng là những cái tâm tình đó đã được thể hiện trong hai cái chương trình. Vừa rồi đã có một cái chương trình Tình Người Vượt Biển số 1 rồi vào năm 2014. Nhưng mà năm nay 2022 là trở lại Tình Người Vượt Biển 2. Thì mời quý vị hãy cùng chia sẻ tâm tình với anh Nguyễn Công cũng như là Jenny Ái Trinh qua những cái kỷ niệm, có thể nói đau thương cũng có, buồn vui lẫn lộn cũng có, trong cái quá trình mà vượt biển tìm hai chữ tự do. Thưa anh Công, trước đây thì Mỹ Lan cũng đã có hân hạnh nói chuyện với anh qua cái chương trình Tình Người Vượt Biển số 1 rồi. Thì năm nay khi mà được trở lại năm 2022, anh có thể cho biết cảm tưởng của anh và vì sao mà anh đã quyết định tổ chức một cái chương trình Tình Người Vượt Biển 2 nối vòng tay tị nạn như thế này thưa anh? Dạ, tại vì cũng nghĩ về cái chẳng hạn như người ta nói là 30 ngày ấy tháng tư xưa, kể từ khi Sài Gòn thay tên đổi chủ, Nam Kỳ khởi nghĩa xua công lý, đồng khởi lên rồi mất tự do. Cho nên mình phải cố gắng để mà đi tìm vượt đường, vượt biên và vượt biển. Mà Nguyễn Công thì may mắn đi vượt biển đến đảo Plopidong. Mà nhưng mà kỳ này thì phải chẳng những là nói về cái hòn đảo Plopidong, nhưng mà kỳ này Nguyễn Công sẽ kể về cái tiểu sử của đảo Plopidong, là nói về chuyện của bao nhiêu người Liên Hợp Quốc tới hội Liên Hợp Quốc làm việc tại đảo Plopidong, và những ban ngành nào của Liên Hợp Quốc làm việc ở đó phục vụ cho đồng cộng đồng người Việt chúng ta để có chương trình định cư tại một đề tam quốc gia. Như vậy thì anh Công đến vượt biên năm mấy và đến đảo lúc nào ạ? Đảo Plopidong là ở bên Malaysia. Dạ, tôi đi vượt biên năm 1982 cho đến năm 1982 thì tôi đi qua Sangkebisi, rồi tôi ở Sangkebisi 1 năm rồi trở lại Plopidong. Là coi như là tôi đến Plopidong 2 lần. Dạ, như vậy thì có nghĩa là đó là những cái ngày đầu tiên mà là những người Việt Nam mình đặt chân tới cái đảo đó phải không thưa anh? Dạ, không, cái đảo đó là nó có từ năm 1978. Nhưng mà năm 1977 thì chưa chính thức là thành lập, nhưng mà người ta cũng đã nhận người Việt tị nạn rồi. Nhưng mà cao quỹ đến đó làm việc thì chỉ ra vô chứ không có ở trên đảo. Sau năm 1978 thì nó mới xây cái hội trường cao quỹ làm việc. Thành ra cao quỹ mới vô đánh đảo mà ở trong đảo luôn. Anh ở đó mấy năm? Tôi ở đó được 3 năm. Wow, có những cái vui buồn kỷ niệm nào cho thầy chia sẻ? Tại vì chắc chắn rằng là có những người bạn cũng đã từng ở chung đảo với anh, hay là những người đi trước, những người đi sau, ôm lại những kỷ niệm nha anh. Dạ, nhất kỷ niệm nhớ nhất là khi mà đồng bào mới đến đảo thì có một cái câu đọc là thông báo khẩn, khối cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc ban tiếp nhận người mới đến.
xin khẳng mời tất cả các anh chị em đang cộng tác với ban ngay bây giờ phải ra cầu Sexy để nhận công tác khẳng, vì có đồng bào mới đến đảo. Thông cơ cỡ. Dạ, dạ, dạ. Là cái đó là cái câu mà của Liên Hợp Quốc mà cho thông báo. Mỗi lần mà có tàu vô, có mỗi lần mà có người mới vô ha, dạ, là thông báo liền. Dạ, dạ, dạ. Dạ thì sau đó thì mình mới vô làm việc rồi, ừ, cũng nói về những cái tiểu sử sơ sơ, nói về hòn đảo Bolo Bi Đông có từ năm nào, và nói về những cái khối ban của dân phòng trại khi mà người ta đến đó thì người ta đi làm cái gì, nhưng mà những người mà làm cho cầu quỹ thì người ta phải khảo sát tiếng Anh trước khi đi làm việc, còn những cái ban ngành khác mà thì thiếu thì người ta mới điền vào. Đó. Dạ, anh ở đó mấy năm, anh ở trong đảo mấy năm rồi anh mới bắt đầu là anh được định cư chỗ nước khác. Tôi ở nói chung ra ở trên trại tị nạn thì 3 năm, nhưng mà ở bên đảo thì 2 năm mấy tháng. Dạ. Rồi sau đó anh đi đến đâu thưa anh? Sau đó thì nó đưa qua một cái trại chuyển tiếp, nhưng mà lên phái đoàn INS thì bị xù, phái đoàn bằng 4 của Hoa Kỳ thì bị từ chối, rồi sau này trở về bị đông lại, là gọi là SB002. Thì trở về Bộ Đội Bi Đông lại thì mới làm việc cho Liên Hiệp Quốc. Thì lúc đó có giấy học tập cải tạo của ông già thì mới được đi định cư trở lại. Wow. Thì đứa đặc biệt. Thì thực tình mà nói gần 3 năm như vậy rất là nhiều cái chuyện buồn vui kỷ niệm không ạ? Thì đợi một lát nữa em sẽ trở lại anh, bây giờ qua bên Jenny, Jenny Ái Trinh đi. Thì anh là ở đảo, thường thường là mình chỉ có hai cái đảo đó không anh? Đa số là người Việt Nam mình là cái Bolo Bi Đông và cái Ga Lăng là mọi người nhiều biết. Mọi người đều biết, nhưng mà nó có nhiều cái chỗ đó, chẳng hạn như là Philippines. Philippines cũng có. Dạ, Palawan á, rồi đến Hồng Kông, rồi và Thái Lan. Rồi Thái Lan rồi quay còn nữa, còn Đài Loan. Ồ, tại vì em á thì em không có đi vượt biên, thật ra em không có biết nhiều rõ về những cái đảo mà những cái nơi mà tiếp đón người tị nạn của mình. Thì cái thưa quý vị, như anh Công nói là rất là nhiều nơi để mà nhận những người tị nạn Việt Nam của chúng ta. Yeah. Xin lỗi quý vị. Nhưng mà nơi đây đó thì chỉ có anh thì đại diện cho bên đảo Bolo Bi Đông. Yeah. Còn Jenny là bên Ga Lăng, Indonesia. Jenny có thể nói sơ qua rằng là Jenny đi vượt biên lúc nào, rồi ở đảo như thế nào, kể sơ qua một vài điểm để chúng ta cùng nhắc nhớ, để nhớ lại những cái kỷ niệm mà vui buồn ở đảo Ga Lăng, Indonesia nhé. Dạ, cảm ơn chị Mỹ Lan đã hỏi em câu hỏi rất là quan trọng này. Em đi vượt biên năm 1989 và em đã đến đảo Ga Lăng, có thể được xem là cái tàu cuối cùng tới đảo sau ngày đóng cửa. Vì vậy cho nên không có được tự động lên mà phỏng vấn đi nước thứ ba đâu, mà phải qua cái cuộc thanh lọc cực kỳ gay gắt. Và đảo Ga Lăng có thể nói rằng một chút xíu mà chúng ta sẽ có một cái khách mời đặc biệt, đó là em Oscar, sau này sẽ kể quý vị nghe là em đã trải qua 9 năm trời như thế nào rồi em mới được đi Mỹ. Thì wow. Jenny rất may mắn là Jenny chỉ ở đảo có 2 năm rưỡi thôi, mặc dù vẫn phải đi qua cuộc thanh lọc hết sức là kinh khủng, mà đã xảy ra có bao nhiêu người tự thiêu chết, và có một người đã tự thiêu trước mặt Jenny thấy chết luôn. Tại sao vậy Jenny? Tại vì lúc đó đó là cao quỹ đưa ra cái luật là bắt buộc phải thanh lọc toàn bộ những cái người tị nạn đến đảo sau ngày mà họ đóng cửa. Để mà họ thanh lọc ra đó là chỉ khoảng chừng 3-5% là được đi nước thứ ba thôi, còn 95% sẽ có thể phải là tự nguyện hồi hương, còn nếu không thì họ sẽ bị cưỡng bức hồi hương. Và khi mà cưỡng bức như vậy thì có rất nhiều người, hàng trăm người đã đâm bụng tự tử và có một số người đã tự thiêu. Và chính mắt Jenny đó, tại vì lúc đó là Jenny may mắn là làm cho cao quỹ tị nạn, cho nên là Jenny làm thông dịch viên cho cao quỹ tị nạn, cho nên là họ mới là cho Jenny đi Mỹ. Và lúc đó thì có một, Jenny đã chứng kiến một anh đã tự thiêu ngay trước mặt mình chết để phản đối cái chính sách mà thanh lọc của cao quỹ tị nạn, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, chắc là đến đây chúng ta tạm ngưng trong giây lát. Sau một vài thông tin ngắn gọn của đài thì Mỹ Lan cũng như anh Nguyễn Công và Jenny sẽ trở lại ngay. Và để chúng ta cùng nghe lại những cái câu chuyện thương tâm cũng như là vui buồn tại những cái đảo mà chúng ta đi tị nạn nha quý vị.
Cảm ơn quý vị đã trở lại chương trình Mỹ Lan Show với ngày hôm nay, giới thiệu đến quý vị một cái chương trình rất là có ý nghĩa để chúng ta cùng họp mặt lại với nhau. Những người đồng hương Việt Nam của chúng ta đã từng tìm đường đi vượt biên vượt biển để tìm hai chữ tự do. Và ngày hôm nay, trải qua bao nhiêu năm, chúng ta cùng đến với một cái chương trình với cái chủ đề là Tình Người Vượt Biển số 2, có nghĩa là đã có một cái chương trình vào năm 2014 rồi, và bây giờ chúng ta mới có một cái chương trình Tình Người Vượt Biển 2 với cái chủ đề Nối Vòng Tay Tị Nạn, để chúng ta cùng tập hợp lại với nhau những người dân Việt Nam của chúng ta đi vượt biên, đã từng đến cái đảo như là Pulau Bidong ở bên Malaysia, hoặc là đảo Galang Indonesia, hoặc là nhiều cái đảo khác nữa. Quý vị nào, đồng hương nào mà chúng ta đi đến đây bằng con đường vượt biển, vượt biên mà chúng ta cùng họp mặt lại với nhau trong chương trình này, thì một lần nữa mời quý vị hãy đến với chương trình Tình Người Vượt Biển 2 sẽ được tổ chức vào ngày thứ 6, 22 tây tháng 4 năm 2022 tại nhà hàng Diamond Seafood Tree, tọa lạc trên đường Westminster, góc đường Golden West. Chương trình sẽ bắt đầu từ 5 giờ cho đến 11 giờ 30 tối. Một cái chương trình có thể gọi là chúng ta cùng tập hợp lại với nhau, chia sẻ với nhau, hàn huyên với nhau, thành ra một cái chủ đề là Tình Người Vượt Biển. Thì một lát nữa đây Mỹ Lan sẽ nói rõ hơn với những các anh chị em góp mặt, và chắc chắn rằng là ngày hôm đó ngoài Mỹ Lan cũng góp mặt trong chương trình này thì cũng có anh Nguyễn Công cũng như là Jenny Ái Trinh thể sẽ cùng làm MC, và cũng là để gặp gỡ trò chuyện hàn huyên với tất cả mọi người. Bây giờ mời anh Công, anh Công trở lại với anh Công. Thưa anh Công, như vậy thì qua những cái lời tâm sự của anh, chúng ta thực sự là chương trình ngày hôm nay mình không có đủ thời giờ nhiều để mình nói hết được. Đó là lý do mình mời tất cả mọi người mới có cái chương trình này để mà mình cùng tới mình hàn huyên. Thì trong chương trình mà Mỹ Lan Show thì Mỹ Lan cũng muốn nghe anh và các anh chị của đảo Pulau Bidong hay là đảo Galang cùng nhau tổ chức cái chương trình này. Anh có thể cho biết ý nghĩa của cái buổi, tại sao mình tổ chức cái chương trình này để làm gì không ạ? Dạ, tại vì thật thật ra được cũng đã là ba mươi mấy gần 40 năm rồi, thì cũng có rất là nhiều người đã ra đi, rời xa chúng ta, rời xa gia đình, rời xa bạn bè. Thì bây giờ cái chương trình của người tị nạn thì không, nó cũng thiếu sót đi, thành ra mình phải gom góp lại. Thí dụ như bây giờ Jenny ở Galang, tôi ở Bi Đông và những người khác ở chỗ khác, bây giờ làm sao mình kiếm lại để mình tổ chức một bữa tiệc là nối cái vòng tay tị nạn lại. Mình gom góp tất cả những cái người đi Việt Nam đó, mình gom góp lại nối vòng tay tị nạn và mình tâm sự cho nhau. Chẳng hạn như là mình biết là mình cũng là người vượt biên, mình đâu có lựa chọn cái đảo nào mình đến đâu, thì mình đi thì nó trôi dạt vào đâu thì nó trôi dạt, chứ mình đâu có lựa rồi mình phải đến chỗ đó là nó đến chỗ đó đâu chị. Cái số coi như là mình buông trôi số mạng của mình tùy theo ông trời quyết định thôi. Thì đó, thì bây giờ mình có cái hôm nay là Nguyễn Công rất là được may mắn là có Ái Trinh là một người ở bên Galang và Nguyễn Công Pulau Bidong. Thì bây giờ cái chương trình này nó rất ư là đặc biệt, bởi vậy cho nên Công yêu cầu tất cả quý vị hãy tham dự rất là đông đủ để mà nghe hai cái đảo nhập lại và bắt tay với nhau và tâm sự với nhau. Rồi mình bắt đầu mình mới nói tới những cái chuyện khác. Chẳng hạn như Bidong thì nói về tiểu sử của Bidong, còn Galang thì cũng nói về cái tiểu sử Galang rồi. Thì bây giờ yêu cầu tất cả quý vị hãy tham dự cái bữa review nhanh này cho đông đủ chị. Dạ vâng, thưa quý vị, một cái chương trình mà Mỹ Lan biết rằng là rất là cảm, rất là xúc động. Tại vì cũng thấy chúng ta, thật sự ra anh thấy không, khi mà các anh mà em rất là khâm phục nha, khi mà các anh chị mà quyết định mà hy sinh tất cả mọi thứ, bỏ gia đình, bỏ bà con dòng họ, nhiều khi kiểu muốn đi để chỉ vì hai cái chữ tự do. Và khi mà không biết bao nhiêu, anh kể sơ sơ mà bây giờ Mỹ Lan muốn khóc, nghe Ái Trinh, Jenny Ái Trinh kể mà mình đã muốn xúc động rồi, là tại vì mình biết rằng là mấy anh chị quá là can đảm chọn cái con đường vượt biển, rất là can đảm. Tại vì khi mình đi như vậy mình đâu có biết ngày nào mình trở về hay là mình có sống sót được hay không. Nhưng mà cuối cùng thì mình cũng đã đến được. Nhưng mà như là Ái Trinh lúc nãy nói rằng là tuy là mình đến được rồi, nhưng mà là có những cái chuyện thương tâm khác, thành ra nhiều khi mình không biết người ta nhận mình không nhận, đúng không Ái Trinh? Anh có thể chia sẻ thêm những điều đó. Jenny xin chia sẻ là bởi vì Jenny cũng có phỏng vấn anh Đông trong một cái phim tài liệu Jenny làm về Pulau Bidong. Jenny phỏng vấn rất nhiều người ở tất cả các đảo, từ Thái Lan, Philippines, cho tới Bidong, cho tới
đủ các đảo hết, tức là toàn bộ các đảo Đông Nam Á Jenny đều phỏng vấn và đã làm tới khoảng chừng 30 phim documentary về những chuyến đi kinh hoàng đó. Nhờ như vậy thì Jenny đã đưa ra một cái project, tức là mình một ngày nào đó mình sẽ làm một cái phim rất là lớn để mà coi như là để nhớ lại cái trang lịch sử hết sức là kinh khủng đó. Và có gặp anh Công thì anh Công nói là Jenny ơi, hôm nào anh Công anh làm cái phim tình, anh làm chương trình Tình Người Vượt Biển thì sẽ mời Jenny hợp tác để giúp anh gây quỹ để mà đem về để mà xây mộ hay là trùng tu mộ ha anh ha. Không, cái đó là đem về để mà cúng kiến cho những người đã chết rồi. Mình là tưởng nhớ, tưởng niệm. Tưởng nhớ lại từ người ta lên đảo mà người ta bị bệnh rồi, người ta chết ở đảo, người ta đã thoát cảnh khỏi cảnh Việt Cộng cộng sản rồi mà tới đảo còn bị chết nữa. Đã lên đường mảnh đất liền rồi còn bị chết, không được đi định cư. Tức là mục đích gây quỹ trong cái gây quỹ, gây quỹ ra đây rồi bắt đầu mình mới chia ra cái số tiền về đảo để mà giống như trùng tu mộ rồi đó, phải không? Ý là vậy, làm cỏ rồi cúng kiến mộ rồi đó. Dạ, em có nhớ tới những người bạn của mình, những người thân yêu của mình đã nằm xuống, rất là thương tâm. Cái thưa quý vị, có nhiều người đúng, anh nói đúng, bỏ hy sinh, mình bỏ hết, mình không biết là mình sống hay chết, được tới đảo rồi, một cái sự vui mừng được tới sống sót rồi, thì lại có những người đã phải vùi thay ở nơi những cái đảo như vậy, thành ra rất là thương tâm các thưa quý vị. Và đây là một cái dịp để cùng nhau chúng ta hợp mặt lại với nhau, chúng ta cùng hàn huyên, nó là một cái vòng tay tị nạn để chúng ta có thể chia sẻ được, cũng như là mình an ủi được những gia đình mà cũng không được đến bến bờ tự do, cũng rất là nhiều gia đình không được may mắn. Thành ra kính thưa quý vị, mời quý vị hãy đến với Tình Người Vượt Biển 2 Nối Vòng Tay Tị Nạn, sẽ được tổ chức vào ngày thứ Sáu 22 tháng 4 năm 2022 tại nhà hàng Diamond Seafood số 3, tọa lạc trên đường Westminster, góc đường Golden West. Chương trình sẽ bắt đầu từ lúc 5 giờ cho tới 11 giờ 30 tối với những cái tiếng hát cũng là những cái người đã từng đi vượt biển, phải không anh? Vượt biển, đó là nam ca sĩ Hồng Nhân, nữ ca sĩ Lilian, Quỳnh Thúy và anh Thanh Long, cùng với Mỹ Lan, anh Nguyễn Công, cùng với Ái Trinh, cũng đúng như là rất là nhiều những tiếng hát thân hữu nữa. Và đặc biệt được biết là giờ chót thì cũng đã có thêm được MC và ca sĩ Oscar Phấn, là một cái tiếng hát cũng rất là quen thuộc trong cộng đồng. Thì anh cũng là một cái người mà đã từng vượt biển đến cái đảo Ga Lăng, có nhiều kỷ niệm với lại Ái Trinh, đúng không? Dạ đúng. Rất là nhiều kỷ niệm với lại Trinh. Đi chung tàu với em. Đi chung tàu luôn. Dạ. Vượt biển cùng tàu. Dạ. Được đến đảo Ga Lăng luôn. Dạ, mà anh 9 năm mới qua tới Mỹ, còn Jenny có 2 năm rưỡi thôi. Wow, như vậy là Mỹ Lan phải mời Oscar Thuận trong một cái chương trình khác cùng với Ái Trinh để chúng ta có một cái cơ hội để mà ôn lại những cái kỷ niệm vui buồn nha Ái Trinh. Dạ. Nói một hồi là cũng hết giờ rồi. Yeah. Thì chúng ta ngày hôm nay với cái mục đích đến đây để cùng chia sẻ một vài cái tâm tình của Nguyễn Công và Jenny Ái Trinh đến cho tất cả mọi người. Ước mong sao tất cả mọi người chúng ta, nếu mà quý vị nào dù là mình không có đi vượt biển, nhưng mà quý vị ơi, như Mỹ Lan rất là hâm mộ và cũng rất là khâm phục các anh chị mà đã chịu đi vượt biển. Như vậy Mỹ Lan sợ biển lắm, mà Mỹ Lan thấy mà chị là quá là và vé mà quý vị có thể liên lạc, mà trong khi giá vé vừa ăn này nha, có nhiều món lắm quý vị ơi, trong này nè ha, Mỹ Lan thấy là có tôm hùm nè, 8 món nữa quý vị, có tôm hùm mà giá vé mình bắt đầu chỉ có 65 đồng, rồi bảo trợ là 85 đồng, và VIP sẽ là 100 đồng. Chúng ta có 3 loại vé. Một lần nữa mà quý vị hãy liên lạc với anh Nguyễn Công hoặc là Jenny Ái Trinh với cái số phone đang hiện trên màn hình quý vị nhé. Thôi thì mời Ái Trinh và anh Công gửi lời chào đến quý vị khán giả của chúng ta. Dạ, và mà trước đây là thì cho Công yêu cầu tất cả những anh chị em trong cái nhóm của quán Bolo Bê Đông Tình Thương hãy cố gắng ủng hộ Nguyễn Công rất là nhiều, thì cho Công nguyện cảm ơn quán Bolo Bê Đông Tình Thương. Dạ, Jenny Ái Trinh xin kính chào quý khán giả của Đài Sét, và coi như Jenny hy vọng là sẽ gặp quý vị trong cái buổi Tình Người Vượt Biển 2, và mọi người đều đến để chung vui, chúng ta sẽ ôn lại rất là nhiều kỷ niệm thưa quý vị. Dạ vâng. Dạ, Nguyễn Công cũng xin chào quý vị thính khán giả của SET và xin chào tất cả anh chị em của gia đình Bolo Bi Đông và gia đình Ga Lăng. Dạ vâng, hẹn gặp lại quý vị trong cái buổi một lần nhắc lộn lửa trước khi chia tay Tình Người Vượt Biển 2 vào ngày thứ Sáu 22 tháng 4. Mọi chi tiết quý vị liên lạc với anh Nguyễn Công hoặc là Jenny Ái Trinh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Mỹ Lan Show kỳ tới ạ.